Thưa quý vị và các bạn, sau 38 ngày giãn cách xã hội theo các chỉ thị 15 và chỉ thị 16, chỉ thị 16 nâng cao, từ 0 giờ sáng nay, thành phố Vinh đã chuyển trạng thái phòng chống dịch theo chỉ thị 19. Thông tin mang tín hiệu tích cực này sẽ mở đầu cho bản tin số của chúng tôi ngày hôm nay. Theo đó, tuy thành phố Vinh vẫn tiếp tục dừng các dịch vụ không thiết yếu như karaoke, quán bar, vũ trường, sông hơi, massage, phòng tập thể thao, phòng tập gym, yoga, trò chơi điện tử, internet công cộng, song đã cho phép các quán ăn, nhà hàng, chợ dân sinh, các cơ sở cắt tóc gội đầu, quán cà phê, quán ăn vỉa hè được hoạt động trở lại với điều kiện phải thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế. Sau khi đón nhận thông tin này, nhiều người dân thành phố Vinh tỏ ra vui mừng, thở phào bởi thành phố Vinh phần nào đã vượt qua tình hình dịch bệnh phức tạp trong hơn một tháng qua. Sau cơn mưa, trời lại sáng. Hạnh phúc nhất, lâu lắm rồi sáng ni mới được ăn món đặc sản thành phố Vinh quê ta. Và trong sáng nay, các cơ sở như quán ăn, nhà hàng, quán cà phê, hiệu cắt tóc được mở cửa trở lại đã chấp hành tốt quy định phòng chống dịch và mong rằng chúng ta luôn phải tuân thủ chặt chẽ các yêu cầu về phòng chống dịch để bảo vệ thành quả đã đạt được trong thời gian. Chúc mừng Vinh, nhưng hãy cẩn thận, đừng chủ quan. Rất mừng, nhưng mong bà con thực hiện đầy đủ 5K. Cùng nhau chung tay giữ vững thành quả chống dịch để cuộc sống trở về trạng thái bình thường. Ghi tới 16 bàn thắng và không để lọt lưới bàn thắng nào trong trận đấu lúc 20 giờ tối qua, đội tuyển nữ Việt Nam đã làm nên chiến thắng lịch sử khi giành chiến thắng trước Maldives với tỷ số 16-0, qua đó thiết lập nên chiến thắng đậm nhất của mình từ trước tới nay, vượt chiến thắng 14-0 trước chính đối thủ này vào năm 2004. Ở vòng loại Asian Cup 2022, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung được nằm trong bảng đấu thuận lợi khi hai đối thủ đều ở vị trí thấp hơn nhiều so với chúng ta trên bảng xếp hạng của FIFA. Đó là Tajikistan và đặc biệt là Maldives. Chiến thắng trong trận đấu mở màn này coi như đảm bảo cho đội tuyển nữ Việt Nam xuất đứng đầu bảng kèm tấm vé vào vòng chung kết Asian Cup 2022. Bởi trong trận đấu còn lại với Tajikistan, đối thủ kém hơn chúng ta tới hơn 100 bậc trên bảng xếp hạng FIFA vào ngày 29 tháng 9. Các cô gái áo đỏ chỉ cần một trận hòa. Từ chủ nhật tuần này 26 tháng 9, chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 sẽ bắt đầu lên sóng. Trong ekip sản xuất đang ghi hình những số đầu tiên, Khánh Vy từng được biết đến là hot girl 7 thứ tiếng sẽ tiếp bước người đàn chị đồng hương MC Diệp Chi để trở thành gương mặt mới dẫn chương trình của VTV dành cho học sinh bậc trung học phổ thông Việt Nam. Khánh Vy nổi lên trong giới trẻ với biệt danh hot girl 7 thứ tiếng và thành tích học tập ấn tượng, cô tốt nghiệp loại giỏi khoa quan hệ quốc tế, học viện ngoại giao. Trước đó, cựu nữ sinh trường trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu Nghệ An cũng đạt 12 năm học sinh giỏi. Trước khi đến với đường lên đỉnh Olympia, Khánh Vy cũng từng dẫn nhiều chương trình về tiếng Anh trên kênh VTV7, đặc biệt với lối dẫn tự nhiên, thông minh và trẻ trung. Cô đã xuất sắc lọt top 5 hạng mục người dẫn chương trình ấn tượng tại VTV Award năm 2020, bên cạnh những MC đàn anh đàn chị. Sau khi biết được thông tin về MC mới của chương trình Đường lên đỉnh Olympia, nhiều Facebooker xứ Nghệ đã có nhiều bình luận chúc mừng cũng như tự hào. Một bông hoa của xứ Nghệ được lan tỏa. Nghệ An toàn nhân tài. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin số 18 giờ hàng ngày được phát trực tiếp trên các hạ tầng số của NTV. Quý vị hãy gửi những vấn đề nóng, nhịp sống đẹp đời thường qua địa chỉ email bản tin số 18giờ@gmail.com để cùng chúng tôi xây dựng bản tin số này nhé. Và tiếp theo sẽ là những tin tức đáng chú ý khác. Ngày 24 tháng 9, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 1,2 tỷ đồng. Theo đơn trình báo của chị L, 29 tuổi, khoảng tháng 8 năm 2021, chị L có quen một người đàn ông qua mạng xã hội. Người này giới thiệu mình có quốc tịch Trung Quốc và rủ chị L đầu tư mua vàng ảo qua một đường link. Tin tưởng người này, chị L đã nạp hơn 1,2 tỷ đồng, nhưng khi rút tiền ra thì không được. Chị L tìm cách liên lạc để được hỗ trợ, thì người này đã chặn liên lạc. Lúc này, chị L mới biết mình bị lừa và đến cơ quan công an trình báo. Để xảy ra sai phạm trong quản lý đất đai, nhiều lãnh đạo công chức xã Xuân Yên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh bị đề xuất kỷ luật. Ủy ban kiểm tra huyện ủy Nghi Xuân, Hà Tĩnh đã đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật đối với một số lãnh đạo công chức, nguyên là lãnh đạo công chức xã Xuân Yên vì để xảy ra sai phạm trong quản lý đất đai. Do thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo, kiểm tra, quản lý dẫn đến giao đất sai thẩm quyền. Thực hiện chưa đầy đủ các văn bản của cấp trên nên nhiều trường hợp đến nay chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bên cạnh đó, lãnh đạo xã này còn giao đất cho các trường hợp để đổi đất làm đường giao thông không đúng quy định. Hàng chục cây rừng tự nhiên ở rừng phòng hộ A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế bị lâm tặc triệt hạ.
Sau đó, gỗ đã được đưa ra khỏi rừng mà lực lượng chức năng lại không hề hay biết. Ông Ngô Hữu Phước, hạt trưởng hạt kiểm lâm A Lưới cho biết, khu vực rừng bị lâm tặc khai thác trái phép thuộc tiểu khu 312. Đây là khu vực rừng do Ban Quản lý rừng phòng hộ A Lưới quản lý. Để xảy ra tình trạng phá rừng, trách nhiệm thuộc về lực lượng kiểm lâm và chủ rừng. Cái chính là chủ rừng phải thường xuyên kiểm tra các phần rừng được nhà nước giao quản lý. Chúng tôi sẽ vào cuộc kiểm tra ngay, ông Phước nói thêm. Làm việc với phóng viên, ông Văn Thân, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ A Lưới, cũng tỏ ra bất ngờ khi biết thông tin nhiều cây gỗ cổ thụ bị lâm tặc đốn hạ trong khu vực rừng do mình quản lý. Mùa mưa lũ lại về, đường ống dẫn nước từ suối về trường bị hư hỏng, tắc nghẽn nên không có nước sạch để dùng. Giáo viên vùng cao Nghệ An đã phải vất vả băng rừng kiểm tra, tìm nguồn nước cho học trò của mình. Để có nước cho học sinh ăn uống tắm giặt hàng ngày, sau mỗi buổi lên lớp, giáo viên chia nhau băng qua các cánh rừng để tìm nguồn nước về trường. Khổ nhất là trời mới mưa xong, vắt bám đầy người, phải truy trong từng bụi rậm để lần mò đường ống dẫn nước. Thầy Lâm, giáo viên trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn chia sẻ. Nước sạch ở trường được lấy từ một con suối cách trường 5 km. Sau thời gian nghỉ hè, đường ống bị hư hỏng, tắc nghẽn nên nước không chảy. Do đó, các giáo viên của trường phải dò tìm từng điểm nối để khắc phục. Chiến thắng dịch bệnh, được trở về nhà là niềm hạnh phúc không thể nào diễn tả được của các bệnh nhân COVID-19. Khoảnh khắc ấy, ai cũng như được sống lại một lần nữa. Như clip bệnh nhân COVID-19 và nhân viên y tế cùng nhau ăn mừng sau đây, có thể thấy rõ niềm vui to lớn ấy. Theo đó, đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội quay lại cảnh ăn mừng chiến thắng COVID-19 của một F0 và bác sĩ ngay tại khu cách ly. Sau thời gian điều trị tại khu cách ly tập trung Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tại làng Đại học Thủ Đức, bệnh nhân trong đoạn video đã nhận kết quả xét nghiệm PCR khẳng định âm tính và được bác sĩ cho về nhà. Không giấu được sự vui mừng, người phụ nữ tung tăng nhảy múa cùng một bác sĩ. Đoạn clip chỉ vỏn vẹn một phút nhưng đã mang lại năng lượng tích cực khiến mọi người phần nào giảm bớt căng thẳng. Dân mạng nhanh chóng để lại nhiều lời khen ngợi cho đội ngũ y tế. Dù làm việc cực khổ suốt nhiều tháng nay, nhưng họ luôn lạc quan yêu đời. Vâng, có trải qua những thời khắc khó khăn mới trân quý những giây phút bình yên của cuộc sống này. Chúng tôi, những người làm chương trình, xin kính chúc các bệnh nhân COVID-19 sẽ sớm bình phục, được trở về nhà an toàn bên gia đình người thân. Và đến đây thì bản tin số 18 giờ hôm nay xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.